Hello mọi người, là một tuần mới bắt đầu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm mới nữa nha. Và sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu mọi người đó chính là đồng hồ thông minh dành cho trẻ em ZVZ E92. Với chiếc đồng hồ này thì ở vỏ bên ngoài chúng ta sẽ thấy là họ có để một số thông tin chức năng như là hỗ trợ nghe gọi 2 chiều, tin nhắn thoại, định vị, size số sẽ từ 100 đến 1000 mét theo khuyến cáo của thiết bị thu sóng phát sóng, kết nối được mạng 4G, số lạ sẽ vẫn gọi được cho bé. Dung lượng pin là 600 mAh nha. Ngoài ra sẽ gồm có một số chức năng khác như là báo thức hay là chụp ảnh vân vân và vân mây. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thấy là ở bên ngoài ra sản phẩm này thì sẽ có hai tông màu chính nha, một tông màu xanh dương và một màu tông là màu hồng. Và đó cũng sẽ là tông trong chiếc đồng hồ mà mình sẽ sắp khui hộp ra cho mọi người xem luôn nha. Ở đây ngoài chiếc đồng hồ thì bên cạnh chúng ta sẽ được kèm theo là sách hướng dẫn sử dụng nè, một phiếu bảo hành và một dây để sạc bên nha. Đối với dây sạc này thì chúng ta sẽ cắm vào ổ cắm USB hoặc là sử dụng với cổng thường nha. Bên cạnh đó thì với sản phẩm này, theo như mình được biết thì sẽ được bảo hành trong khoảng 12 tháng kể từ lúc chúng ta bắt đầu sử dụng khi mua nha. Đối với sách hướng dẫn sử dụng này thì nếu như mọi người chưa có biết sử dụng qua chiếc đồng hồ này thì cũng sẽ tìm hiểu trong sách hướng dẫn chi tiết ở phần tiếng Việt để mọi người tìm hiểu hơn, kỹ hơn, sau đó mở nguồn và bắt đầu test và chúng ta cài đặt các chức năng vào trong đồng hồ, sau đó sẽ tiếp tục sử dụng nó. Và đây là sản phẩm chính mà mình sẽ giới thiệu mọi người, đó chính là chiếc đồng hồ nha. Với mặt đồng hồ như thế này hiện tại chưa có lột lớp siêu, bây giờ mình sẽ lột lớp siêu ra và xem như thế nào nha. Nhìn khá rất là bóng loáng luôn nha mọi người. Với hình ảnh cũng như là cảm nhận của mình, với màn hình LED cũng như là cảm ứng thì tương đối khá là ok nha, với hình chữ nhật. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy với màu chủ đạo khi nãy mình nói là với màu hồng và màu xanh. Ở cái phần ray, hai phần ray thì sẽ là màu xanh dương, và bên trong thân của chiếc đồng hồ, mặt đồng hồ sẽ là màu hồng nhé. Bên cạnh nó sẽ có một màu và chấm bi ở màu hồng cho hình ảnh cũng như là siêu cô te dành cho các bạn, các em bé nhỏ nha. Nói chung màu sắc thì rất là phù hợp cho các trẻ em nè, tùy theo bé trai hoặc là bé gái nữa. Thì bên hông mình sẽ cũng giới thiệu chi tiết sơ qua cho mọi người, sẽ gồm có một lỗ để cho chúng ta có để đựng sim nè, sử dụng sim nano. Bên cạnh đó sẽ là ổ cắm sạc pin mỗi khi pin gần hết hoặc là sắp hết pin. Và cái phần bên hông đối diện nữa thì sẽ là có một nút nguồn cho chúng ta bật tắt với thiết bị, cũng như là sử dụng mỗi khi hết pin cúp nguồn cũng sử dụng nó luôn nha. Chất liệu của sản phẩm này được làm từ silicone tương đối khá là dẻo, hoàn toàn có thể an toàn cho các trẻ em, cho các con. Có khó cài điều chỉnh theo tay của bé, cũng như là sản phẩm này ngôn ngữ có thể dịch và tiếng Việt nè. Dung lượng pin thì có thể chơi khoảng là 470 đến 800 mAh. Thời gian chờ lâu, pin thì từng mã và thời gian khi sử dụng đồng hồ. SIM thì chúng ta đã biết là sử dụng bằng SIM nano rồi. Bên cạnh đó, màn hình OLED 1,44 inch, 240 và nhân 240. Rồi, bây giờ mình sẽ mở nguồn lên và test thử cho mọi người xem với chiếc sản phẩm này thì bên trong sẽ có những ưu nhược điểm nổi trội nào cũng như là những hạn chế nào trong cái đồng hồ này luôn nha. Nếu như mọi người chưa cài đặt với chiếc đồng hồ này thì khi mở nguồn lên chúng ta sẽ vào phần app và tiếp tục viết mã để cài đặt cũng như là tải các ứng dụng về trong chiếc đồng hồ này.
Còn ở đây thì mình đã sử dụng cũng như cài đặt sẵn rồi. Khi mở nguồn lên thì mọi người sẽ thấy sẽ có ngày, giờ cũng như là thứ. Bên cạnh đó mọi người muốn cài đặt báo thức hay là thậm chí cái ứng dụng khác đều ok hết khi mọi người đã cài đặt sẵn trong ứng dụng rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ test xem là ở phần cảm ứng trong chiếc đồng hồ này nó sẽ có cái tốc độ nhảy cũng như là khi sử dụng âm thanh như thế nào. Ở đây thì mình đã mở vào phần trong gọi điện nha. Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản. Rồi, sau khi đã test xong chức năng gọi điện cũng như là phần âm thanh thì tiếp đến chúng ta sẽ xem ở phần máy ảnh này như thế nào nha. Ở với trong phần máy ảnh này, mình sẽ test chụp với ảnh bằng camera trước nha. Đối với chiếc camera này thì chúng ta sẽ sử dụng nó gọi cho video call nha, cho bố mẹ hay là anh chị chẳng hạn. Với các con thì có thể gọi đi và cũng như là bố mẹ gọi đến có thể nhìn mặt thấy con được khi không có ở cạnh với ba mẹ. Thì đối với cái phần chụp ảnh này thì mình thấy nó khá là chậm. Camera chụp hình là 2.0 megapixel, có thể chụp ảnh từ xa để quản lý cho con. Ngoài ra chúng ta cũng có thể cài đặt tất cả các app học hành cho các con chẳng hạn, cũng như là giúp cho các con có thể học tốt hơn trên ứng dụng này nhé. Ở phần chat tin nhắn thì chỉ cần các con đọc nói lên thì ở bên kia sẽ hiện ra cho bố mẹ nha. Đơn giản, nói chung một số chức năng này cũng cơ bản thôi, dành cho các bé là tương đối khá ok trong chiếc đồng hồ thông minh này rồi nha. Nói chung việc cài đặt app thì ba mẹ có thể cài thêm các app nữa cho các con, cũng như là theo bố mẹ. Ngoài ra với sản phẩm này thì chúng ta sẽ có phần định vị cũng khá là tương đối ok lắm, để có thể được quản lý con từ ở xa. Còn nếu như mọi người muốn cài app thêm hoặc là chưa biết cài đặt thì ở phần này thì mình cũng đã nói cho mọi người rồi. Đó chính là khi mà chúng ta cài đặt ở app, mọi người sẽ bấm vào phần cài app, sau đó sẽ có mã quét trong chiếc đồng hồ kết nối với điện thoại. Nếu như sử dụng điện thoại iPhone, iOS thì mọi người chỉ cần viết mã, sau đó nó sẽ hiện ra trong phần app và kết nối trong điện thoại cùng với đồng hồ thôi nha. Còn nếu như mọi người đang sử dụng Android thì tốt nhất chúng ta nên tìm thiết bị của đồng hồ này là gì, sau đó gõ ở phần CH Play tìm kiếm và chúng ta sẽ tìm ra được cái app trong đồng hồ này, sau đó tải về và kết nối hai thiết bị với nhau là ok rồi nha. Ngoài ra thì ở phần chỉnh theo như thiết bị khi mới vào, chúng ta nên chỉnh ở phần ngôn ngữ tiếng Việt nha mọi người, vì ở trong chiếc đồng hồ này có khá nhiều ngôn ngữ cho chúng ta có thể lựa chọn như tiếng Anh, tiếng Trung hay thậm chí là tiếng Tây Ban Nha và tất nhiên tiếng Việt của chúng ta nữa. Có rất nhiều ngôn ngữ cho bố mẹ có thể lựa chọn cho con, cho nên chúng ta nên lựa chọn tiếng Việt nha. Ở phần thì mình thấy với cái độ nhạy trong cảm ứng của chiếc đồng hồ này thì tương đối cũng khá là ổn định. Khi lướt qua lướt lại thì mình cảm thấy nó cũng tương đối khá là mượt. Nói chung là đối với những chức năng cơ bản dành cho bé thì trong chiếc đồng hồ này có thể đáp ứng được điều đó. Và đặc biệt là việc định vị của các con từ xa thì tương đối khá là ok. Trên app điện thoại bố mẹ, nhận tin nhắn thoại, gửi tin nhắn thoại hoặc gửi tin nhắn SMS. Trên đồng hồ, nhận tin SMS và gửi tin nhắn thoại. Với thiết bị khu vực an toàn trên bản đồ của app, thiết lập hàng rào điện tử 200m đến 2000m. Khi bé ra khỏi khu vực sẽ kích hoạt báo động và thông báo cho cha mẹ thông qua ứng dụng. Với cảnh báo SOS có thể cài đặt 3 số SOS trong app. Khi gặp nguy hiểm, bé chỉ cần nhấn nút SOS trong ba ray, đồng hồ sẽ tự gọi và gửi tin nhắn báo động đến số điện thoại cha mẹ ngay lập tức. Chế độ không làm phiền, đồng hồ có thể chuyển sang chế độ im lặng, chặn toàn bộ các cuộc gọi đến trong trường học của con, tránh trẻ bị làm phiền trong lúc học. Ngoài ra, đồng hồ thông minh GVG tích hợp chế độ nghe lén từ xa, quản lý giám sát từ xa thông qua cuộc gọi bí mật. Với tích hợp bàn phím ảo trên đồng hồ, tiện ích khi nạp tiền hoặc kiểm tra tài khoản, SIM hoặc bấm gọi các số ngoài danh bạ, bố mẹ có thể tắt mục này trên app nhé. Với cảnh báo bên yếu, dung lượng bên nhỏ hơn 20%, đồng hồ sẽ gửi thông tin cảnh báo trên app và gửi tin nhắn đến số SOS. Điều khiển từ xa, tắt đồng hồ từ xa, đặt báo thức từ xa, tìm kiếm đồng hồ từ xa. Nhiều ứng dụng hỗ trợ thông minh, game toán học, giúp trẻ nhanh, tính nhanh và thời khó biểu, vòng tròn kết bạn, bạn thưởng v.v. Và tùy từng mã sản phẩm, kết nối với điện thoại và ứng dụng. Set Tracker 2 có hỗ trợ tiếng Việt, bố mẹ sử dụng dễ dàng. Dung lượng pin 470 đến 800 RMB, thời gian trở lâu, tùy bên từng mã và thời gian khi sử dụng đồng hồ. Với SIM là nano. Camera là 0.3 megapixel, thời gian khoảng cách kết nối là 10m. Lưu ý, kháng nước trụ IP67, không kiến nghị ngâm rửa trong nước, rửa tay khi đi mưa, sau đó lau khô. Không đeo đồng hồ khi tắm hoặc là đi bơi. Thì vòng nước, ngâm nước sẽ lâu,
để làm cho đồng hồ nó nước sẽ thấm vào trong mặt đồng hồ nhé. Sau khi test qua tìm hiểu xong sản phẩm này thì mình thấy nó khá là ok trong tầm giá này nhé. Có thể được bảo vệ cho các chị em được an toàn, cũng như cha mẹ có thể định vị cũng như là tìm hiểu hơn, biết nắm rõ thông tin của con mình bằng cách định vị cũng như là nghe, gọi, nhắn tin, hỏi, chẳng hạn vân vân. Ngoài ra sẽ có một số chức năng app học tính toán giúp cho các chị có thể học tập một cách tốt hơn. Ngoài ra sản phẩm này thì mình thấy độ nhạy cũng tương đối khá là ok, hình ảnh cũng như là âm thanh tương đối khá là ổn định. Và đặc biệt là với chiếc đồng hồ này khi đeo cũng là một việc rất là ok, giúp cho các em có thể được xem ngày, giờ, tháng cũng như là báo thức, giúp các em có thể trở nên học tập tốt hơn nè. Và đặc biệt là có thể trang trí, đeo tay thì tương đối cũng khá là ok và phù hợp cho các chị em nhỏ nha. Vì vậy, mình đánh giá với chiếc đồng hồ thông minh dành cho chị em GVZ Y92 này thì tương đối khá là ok nha. Còn mọi người nghĩ như thế nào về sản phẩm này? Nếu như yêu thích video cũng hoặc là yêu thích sản phẩm này, muốn mua sản phẩm này, nên mình sẽ để ở dưới phần mô tả cũng như là bình luận nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video mới tiếp theo nhé.